bỏ vậy thấy không? Trời ơi trời. Trời siêu huyết, siêu huyết. Tưởng đâu nín thinh à, tưởng đâu ổng. Trời ơi. Siêu huyết cái nhà chắc cả ký chắc lên rồi. Hả? Cả ký dần lên á. Quá trời đã. Trời ơi, còn cả ký rồi. Trời ơi, xuống nè. Trời ơi. Bóng lửa. Trời ơi. Nhỏ xíu xiêu luôn, sáp cả nhà. Gọng gọng lời. Chào nhà nha. Hai chào nhà nha. Hôm nay hai anh em mình tiếp tục đi cuộc hành trình thăm bẫy cắn nha cả nhà. Đem theo cũng chục cái bẫy phụ cả nhà. Giờ hai anh em mình cũng tới địa điểm thăm bẫy cắn cả nhà. Hai anh em thăm xuồng nha. Đi đường thủy, đánh đường thủy cả nhà. Hy vọng là bữa nay hai anh em mình mang về nhiều gắn chút xíu nha cả nhà. Có dính mấy con gắn hơi bự bự một tí cho cả nhà xem cho sướng sướng mắt nha. Hành trang của hai anh em mình á. Vỏ lúa, chuột. Lúa 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 lúa. Đây cho mịt lúa. Anh mấy cái? Hai cái. Rồi, tới tới địa điểm thăm cái đầu tiên luôn nha cả nhà. Mời cả nhà cùng theo anh em mình nha. Mặt 3G quá vậy ha, nó ba cái tin nhắn tuôn hoài. Thì ngày mới cho hai anh em mình gửi lời chúc đến cả nhà có thật nhiều sức khỏe nha. Để vượt qua cái dịch này cả nhà ơi. Tình hình bắt đầu căng lại rồi cả nhà. Thấy bị tiếp tục bỏ bẫy nữa cả nhà ơi. Bỏ bẫy nữa. Tình hình không được đi đâu nữa rồi đó. Hai anh em mình đi đường thủy thôi chứ còn đi đường xe thì cái như chịu thua rồi cả nhà. Bữa nay bế chốt lại chân. Rồi, hốt cá đầu tiên cắn khủng rồi Tướng Anh ơi. Rồi, Tướng Anh thăm hướng này. Mình qua hướng bên đây. Rồi tới cái đầu tiên luôn cả nhà ơi. Cỏ nè. Cái này thăm 2-3 quận rồi chưa thấy dính rồi cả nhà. Chuyến này cũng vậy luôn, cũng không dính luôn. Chuột nó quậy xám hồn trong này luôn. Kệ nó. Ăn đi con. Ăn thì giữ lên. Mà không biết kêu gắn gích gì lại cho tao hết trơn á. À mẹ nuôi cái chắc mạc luôn quá. Tướng Anh dính hai con cả nhà. Không hành. Đây con. Đây con nữa, hai con. Hai con cũng tương đương nhau không. Mà con này bự hơn chút, con này bự hơn chút nè. Con này nhỏ. Rồi, bắt ra lấy hên cả nhà ơi. Tiếng dính hai con chứ nào có được. 9 cái à. Ý 11 cái rồi chứ. Nãy 7 cái giờ thêm 4 cái nó 11 cái à. 11 cái được hai con. Hai con này không biết được nửa kilo không nữa nè. Trời mưa quá, trời mưa bão rồi ra gắn cũng chậm đi cả nhà. Lắm. Em ấy hôm đại đi rồi thọc tay vô bắt đã. Con đó cỡ 2,5 lạng. Nhì không nổi. Nước đang ròng cả nhà. Chảy ra bao cho. Bữa nay lội đã luôn. Cả nhà. Ồ. Con này 2 lạng à. Được. 2 lạng. Có gắn là có tiền. Con đầu tiên nha cả nhà. Ok. Con thứ hai. Bên này lụm được 3 con hả? Có hành không? Mà không mấy bự. Để đây có hàng con này chắc nhì nổi này. Nhì nổi không? Nhì và 3 lạng. Ừ. Uống nù ha. Uống nù 3 lạng. Nù. Ngon cơm. 2 con 5 lạng. Vậy á. Rồi. Lấy dây cọp cái cả nhà, rồi vô chuột rồi đi thăm tiếp nha. Đây con cá nữa cả nhà ơi. Ây da, kiến vàng. Trời. Cắn muốn điên luôn. Rồi, hấu hành mini luôn. 1 em. Con này coi. Trời ơi, trời.
Con này chừng lạng mấy. Tiếng Anh bắt ngắn rồi cả nhà. Con thứ ba nha nhà ơi. Ba con cái này cả 3 kg à. Ba con 3 kg. Nuôi thời gian nữa được 3 kg á. Trời, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Dễ gắn đáy. Ba, gắn ba tiếp tục. Này, không được nhiều đâu. Rồi. Nãy giờ đâu hết hơn nửa luồng 7 rồi trời. Hơn rồi, hơn nửa luồng nhiều anh. Hơn nửa luồng rồi mà được có 3 con rồi cả nhà. Hy vọng mấy cái cuối này mình vớt vát lại chút đỉnh nha. Rồi thôi anh em mình ốp máy rồi tới thăm những cái bẫy khác mình quay cho cả nhà xem nha. Gán bữa nay mục tiêu 3 kg một biết nổi không nữa nè. Cái này về hai anh em mình hút cháo nữa. Tiếp tục màn 2.1 thắt tiếp. Rồi thêm vụ mà bị chốt chặn này nữa rồi không biết nào đi nữa trời. Chắc mấy luồng kia chắc bỏ nữa cả nhà. Trời khi nào mà nó mở chốt lại đi mới đi thăm chắc giờ không đi được. Giờ nhà nữa rồi đó. Rồi thôi mình tạm dừng cả nhà ơi. 40 mấy cái. Còn có 5 cái nữa hết rồi cả nhà ơi. À, 7 cái, 5 cái. Hả? 2 cái là 7 cái rồi. Ở đây 2 cái nữa. Ở đây 3 cái. Bỏ 2 cái nữa. 5. Bên kia 2 cái nữa 5. 2. 5 2 cái, 7 cái. Chưa thấy con nào khủng trơn cả nhà. Chuyến này hai anh em mình thua. Rồi chuột chết hay gì rồi. Ôi con gì nặng gì ta. Nặng. Trời ơi. Trời. Chưa biết bỏ gì thấy không. Trời ơi trời. Chưa biết. Tưởng đâu nín thinh nè, tưởng đâu ổng. Trời ơi. Siêu huyết cái nhà chắc cả ký cho lên này. Hả? Cả ký dần lên á. Quá trời đã. Trời ơi, còn cả ký rồi. Trời ơi, chỗ nè. Trời ơi. Bóng lưỡng luôn. Bỏ giờ hai chiến trước không dính người phải rồi. Quá trời đã, lúa lên luôn cả nhà ơi. Cả nhà ơi, con hành cả ký lô cả nhà. Nằm đùng cu luôn. Ừ, hai anh em mới gên á. Sao không có hành nhất là lỗ đó. Trời ơi, con hành. Vớt cú chót cả nhà ơi, trời đã. Sao cái con này đó. Không có đâu, có cái này. Quá trưa. Trời. Nằm im cu mà nặng ì à. Bỏ đi đi. Thấy lần này nè, tưởng đâu là chuột chết. Quá sướng ha. Quá đã rồi. Lấy vốn lại cả nhà ơi. Im. Quá sướng. Quá đã. Đây con cái nữa cả nhà. Mình thăm xong cái này rồi. Mình xuống mình bắt con gắn ra cho cả nhà xem nha. Trời ơi, hố ngựa chết queo rồi. Hố ngựa bự kẹt đầu. Tới rồi. Quá đã luôn cả nhà. Hai anh em mình à nó mập. Mới vừa than thở. Nó mập cả nhà. Nó mập, nó lạnh, nó mập luôn rồi. Lúa lên luôn. Tưởng đại ca không chứ cái ai già. Đâu không tại cái cục này ngon mà sao mà thấy dở lên 2 3 chiếc không có cái đầu đại ca. Vừa thăm ảnh hô nặng, vừa chắc đại ca gì nặng rồi. Rồi, lượm. Rồi thanh nào ra thanh nấy ha. Ừ. Quá nhức nách, nhức nách. Nhức nách luôn. À, khúc này là vui nhất nè. Bắt gắn mới vui phải không? Ừ. Bắt gắn phải bắt gắn bự mới vui. Sáng giờ ba gắn nhỏ nha, với con ngựa đây còn trong lòng chưa bắt nữa kìa. Ba con hành nhì, hành ba con không được nhì nữa. Thêm con không ngựa chết nữa. Trời mưa quá nó không chạy. Chẳng lẽ có con một sao? Chẳng lẽ có con một sao? Kiếm sao kiếm con ngay. Ừ. Chà à. Con này dữ gà. Bự lắm à. Dạ yeah, coi câu giờ hoài cho anh em biết mặt coi. Mới vô này đầu bốn lưỡng luôn. Ừ. Quá chạy đầu quá nha. Không miếng chạy xùa vậy chân ha. Miếng chạy miếng gì chân. Đã. Trời ơi. Quá sướng quá sướng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời luôn rồi, đưa lên cao nhà. Cao cái coi. Dễ luôn cả nhà ơi, rồi mất hết 100g rồi. Mất hết 100g rồi. Quá đã luôn cả nhà ơi. Quá. Có gì bằng cái này đâu. Trời ơi, con này à. Cục mà nó mập. Trời ơi. Mập. Dám có cả ký lô lắm mà nghe. Ký cả nhà ơi. Con này dám có cả ký lắm mà. Mạnh. Quá trời ơi. Quá
xuống rồi. Cho cả nhà cho mình xem tí xíu nữa nha cả nhà. Qua wow, cho đã. Ôi trời con nè. Bông đã. Vô, 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 vô. Làm thêm con nữa. Đó, đủ vốn rồi đã. Lấy tiền rồi đó nha. Rồi. Còn con không ngựa bên này nữa cả nhà, mà chết rồi. Để mình xử lý nó cả nhà. Lâm Hàng. Xa xa nhìn vô thấy có con gắn gì trong này đó cả nhà. Thấy không? Gắn hay lúa? Đại ca nhỏ. Cái gì? Đại ca nhỏ. Đại ca hả? Lấy móc, đại ca nhỏ. Thấy móc chưa? Đại ca, đại ca. Đại ca này cũng tư dặn nè, nó quýnh bên cửa này. Ừ. Cái nào tư rồi, đại ca. Tôi cũng kêu có đại ca kêu ở chừa cho ổng hả? Trời ơi trời, nhỏ xíu à ông nội ơi. Này đúng ý con tư luôn nè. Trời. Trời. Hả? Gặp ba chất sên. Trời nhỏ xíu à ông nội ơi. Trời đi ra ra đi ra ra. Phần 2 hay 4 ly vậy? Phần 2. Thì chỉ cho phần 2 á. Đại ca nhỏ. Đại ca nhỏ xíu à, đại ca nhỏ mới ghê đó nghe. Tính ừ. Đại ca nhỏ mới ghê đó chứ. Cái bảy bá đạo luôn. Ra coi cái cả nhà. Biết hết dây mẹ nó. Trời ơi. Nhỏ xíu xiêu luôn, sáp cả nhà. Trời ơi. Nhỏ xíu xiêu luôn, sáp cả nhà. Ra nha. Nhỏ xíu xiêu à, con này chừng 3 lạng, 4 lạng là cùng. Quá trời. Tới mày đi luôn. Tới mày đi luôn. Sáp. Sáp. Ni, ni. Trời ơi, mà má mạng ni ni ra hả? Ừ. Xử xử lý, nghe xử lý đây. Đại xuống. Anh Hòa bắt đại ca cái nhà ơi. Đại ca này, đại ca con. Đại con. Đại ca trẻ, đại ca trẻ trâu. Ca mini. Bỏ tụng lấy cây đẩy anh ơi. Cây tre đó. Ca mini. Lấy cây tre đẩy, đẩy xuống rồi lấy cây chim ngang. Dễ. Ba đuổi cái che lấy cái che đẩy á. Ừ. Rồi lấy cây sắt chim ngang. Mạnh xuống luôn. Anh đẩy ngang ở cái thanh ngoài á. Ừ đó. Rồi. Đó cái nhà. Vô. Ơi. Ơi. Trời ơi trời ai chửi gì? Đó nhà nó vô nghe nha. Vô, vô, bò ra. Ừ. Đi. Mini. Không. Con này chắc cỡ khoảng 3 lạng à. Ơi, không có cảm giác luôn. Cầm con hành nãy cầm con này không, không cảm, có cảm giác gì chứ. Chơi không nổi đâu. Bữa nay nó thấy có cái điềm lấy cái tụng theo rồi. Nó dương cái. Không có cảm giác. Cầu lăn lóp lên lặn cái này cho nó đi. An toàn. Lấy cái ấy lại. Lấy cọc dây chuối. Thôi mình ốp video cái nghe nha. Đây cũng như chuối cột cái mình. Rồi tiếng Anh mới bắt bắt hổ hành ra cả nhà ơi. Nãy mình mới thăm viếng đường con mà không có quay cho cả nhà xem. Cũng đường cũng hơi khó khăn quá, nước hơi cạn cả nhà. Lội lên á chết luôn. Hai cái về viếng đường con. Cuối cùng. Con này chắc tầm 2,5 lạng. Hết 7 luôn đó cả nhà. Nhì nói không tiếng Anh? Không à. Cả nhà.
2,5 cứng rồi ha. Cứng 2,5 chắc ăn luôn. Cũng mập lắm mà tại ngắn này ngắn nhỏ. Rồi, nói chung có là mừng rồi. Có là ngon cả nhà. Mấy bữa trời mưa bão cỡ này mà thăm vậy là ok rồi đó. Dễ hả? Quá đã luôn cả nhà. Con bự đó cả nhà, con hành bự chứ con đại ca nhỏ. Ok. Có là có lý rồi. Rồi, cuối cùng luôn nha cả nhà ơi. Rồi xong hai anh em mình dậm lại ba cái bẫy kia cái nữa rồi hai anh em mình về. Rồi chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Rồi. Ký nha nha, chắc cỡ khoảng 2 ký ngoài cái nha. 2 ký ngoài gắn. Chắc gần 2,5 ký được. Chắc được 2 ký gắn hổ hành. Con hổ ngựa chắc cỡ tầm nửa ký. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chào tạm biệt cả nhà luôn nha cả nhà ơi. Rồi.